Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Thoan, 46 tuổi, trú tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán người. Trước đó, trong thời gian ở Trung Quốc, Thoan có quen biết với một đối tượng tên H. Người này đã đặt vấn đề với Thoan về việc tìm người đưa sang biên giới cho H bán thu lợi. Nếu trót lọt, Thoan sẽ được chi tiền hoa hồng. Khi trở về Việt Nam, Thoan đã dụ dỗ và lừa chị M, 30 tuổi, trú tại bản Vèo 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đi qua biên giới làm việc. Sau đó, Thoan và H đã bán chị M cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá hơn 120 triệu đồng. Thoan được H trả tiền công là 30 triệu đồng. Sau một thời gian bị bán làm vợ ở Trung Quốc, chị M đã bỏ trốn, trở về Việt Nam và tố cáo hành vi của các đối tượng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng truy bắt đối tượng tên H.